quý vị cho Thanh Đồng hỏi một đôi câu nha. Trong trường hợp, một người mua cá phóng xanh với cái ý nghĩ là để cầu phước, để đánh đổi là thả bao nhiêu cá là sẽ cầu được trúng số và đọc rất là nhiều bài kinh để con cá trong thao mặc kệ sự sống chết dùng dãy ngộp ngạt của nó. Cái quan trọng không có phải là cứu loài vật thả về nơi an toàn để tăng trưởng lòng từ bi và Biểu hiện của lòng từ Mà ở đây là biểu hiện của sự đánh đổi Đánh đổi để đổi lấy một cái giá trị Giữa một người bắt cá Để mà nuôi sống vợ con Thì đâu mới thật sự là chuyện phước thật sự Khi cuộc đời Đâu phải cái gì cũng nhìn bề ngoài hành động Mà chúng ta phán xét Một người nào đó là làm nên phước Một người nào đó là làm nên nghiệp Thật chất thanh đồng không có cổ suý Cho cái việc ăn mặn Không hề nhưng cái ý Thanh Đồng muốn lan tỏa cho quý vị Chưa chắc gì cái hành động quý vị cho là ác Nó lại là ác Chưa chắc gì cái hành động quý vị cho là thiện Nó lại là thiện Quan trọng sâu xét bên trong cái tâm thẩm sâu của người ta Khi mà làm hành động ấy là gì